Hai, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mọi người. Tối đêm nay thì mấy chú cháu mình sẽ đi show đêm nha mọi người. Nhưng mà điều đặc biệt bữa nay thì mấy chú cháu mình sẽ đi săn đêm bằng cái chân không nha mọi người. Tại vì chân mình không có mang dép nên mình đi chân không. Ủa bữa nay mình đi bắt con gì không? Nói chung là hôm nay mấy chú cháu mình Thập cảm mọi người. Ông ơi. Hả? Mới ra nghe tiếng nhạc rồi đó nha. Đó, mọi người có nghe con gì chưa? Trời đang chuyển mưa thì những cái con đó kêu rất là nhiều nha. Thôi giờ đi luôn được không? Dạ đi ông ơi. Thì, có con gì thì mấy chú cháu mình bắt con đó nha. Đi gọn kìa. Đó, gọi ngay đó nha. Giờ mấy chú cháu mình sẽ đi dài dài theo con đê này nha. Nấp ra Hiếu. Ủa, nhìn Hiếu nó chụp nè. Nấp ra đó. Một em. Đứng chỗ. Đây, 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 đây. Đồng quá. Hiếu à. Nhưng ếch này ếch chợ mà, sao nó ếch đồng? Ếch này nó mới chụp với ruộng mà hỏi, này ếch đồng nha. Có túi có lũng không? Không rồi. Về mà nói ham nè. Tôi lóng đâu kho luôn. Ủa nãy có thấy lũng đâu. Trời ơi, sảy ngớt rồi khỏi ăn luôn á. Chết nhỏ xíu. Chứ sảy rồi lấy gì ăn mà không khỏi. Về cũng nói nè. Bắt chó. Đây là mọi người. Đó, 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 nó lặn xuống. Hư mập đang bắt nó mọi người. Gì không nổi. Đâu hay. Thất bại là mấy thành công. Con cóc phải không? Ủa. Ai đừng gọi xuống đây ơi. Con cóc hay gì vậy Hiếu? Có. Mọi người nghe nó bay sạc sạc con ếch á. Chứ lẽ. Ê chập nè, chập thử nó. Trời ơi. Đó đó đó, còn một con bự lắm nè. Dính luôn. Coi coi, nó lặn cài cài đâu rồi. Hiếu mập ở trên đây đi. Ốc con quơ ta dính luôn á. Ôi bự. Dính dính đi nè. Dính dính đi nè. Giúp nó. Trời ơi. Trời ơi kìa kìa. Trời ơi. Ôi trời. Con chập dính rồi, tự nhiên giỡn cái này lên hết rồi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, nó bay vô gốc tràm rồi, có sao không con? Có sao không? Cái người sao thấy hả vậy? Có sao không? Không, không có rồi. Bị Dubai hả? Nó. Nó. Ê, 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 quả chú chim. Chú chim sống lấy làm gì? Lấy gì dằn bụng cái gì? Muốn làm thủ môn mà đá banh giỏi á thì phải đi chụp ếch vậy nè. Chụp nếu ban mà... đêm nha. Chứ chụp ban ngày thường rồi. Đúng rồi, chụp ban đêm như vậy. Nếu mà chụp một đêm được túi này là thành công rồi đó. Không ổn rồi. Là thuốc của người ta quất mạnh lắm. Chứ phải như mấy người nha ếch này đâu. Thì bây giờ mình tập thế hình. Nó đẻ cái gãy cái tay luôn. Cái này là mình tập cái phản xạ thôi. Tập nhanh nhẹn thôi. Nhanh nhẹn. Tập thế hình sao? Chú cháu mình đi bắt ếch là gọi lần trước sáng mắt là phải chạy thiệt nhanh để đón ếch, không thôi nhảy xong nha. Hiếu mày lỡ thấy con mắt chó hay sao? Để mình đón. Mấy chú cháu mình chỉ bắt mé ngoài bìa lúa nha mọi người, chứ không có lội vô lúa của người ta nha. À. Đây được con nè, bắt luôn. Ủa, con nhái cũng bắt luôn. Gì nấu cháo ăn quên. Đấy rồi. Rồi rồi rồi. Bỏ đi nha. Bỏ đi con. Thiệt tình đưa anh chị ghé có con nhái mà gớt nữa. Con hai con tới đâu với mày, chừng chục con không có chuyện kìa. Để cái mặt tao tím ngắt vậy đó. Nếu nhà nghèo không có trang điểm á các bạn, mình nhờ người ta vậy đó. Đắm chuyện dạy chuyện khoái. Cái mặt nó đẹp lắm. Nó ngồi dưới kìa. Chuẩn bị nha, chuẩn bị. Để con lên đây quay. Thử, bấm. Dính. Nhốt. Dính nè mọi người. Còn con này nó gì vậy? Chạy biết nằm đó các bạn. Chụp cái vậy nè. Này. Được một em. Quá bự luôn. Đây đây đây. Con nhái cơm nha. Rất là to. Ôi. Hả? Nãy không thấy ngớt. Có gì? Ê, nhanh nhanh xì ke hỗ trợ. Đâu ơi, xử. Ôi luôn. Quá trời bự luôn. Đâu? Đâu? Ôi rồi, con bự. Con bự lắm mọi người. Ê! Quá trời bự ơi. Nó xuống cái đường mương căng queo. Con nó kìa. Nó. Nè, thấy nó luôn kìa. Đâu đây con nè. Nè. Trời ơi. Đâu? Đâu? Coi. Đó, nó lặn ra đây. Chữ nó. Quê. Quê 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 quê. Quê quê dính. Dính này dính này. Con có bự này nè. Con gọi sơ qua là thấy ếch mà. Mình cứ gọi nó là nó nhát là từ ở ngoài ruộng nó sẽ nhảy lên bờ này mọi người. Nó nhảy lên bờ kinh nè, đừng nó bay xuống sông nữa đó. Hả? Nhận đúng mà trong tim có hai người mất léo. Đấy rồi con mày. Đứng bờ kinh sao tôi thấy. Ui. Ê con ếch
Trời, tưởng nó chỉ thiệt không. Sao con? Nhà Út nè. Nào. Cái bằng giỏi trang bằng dớ. Đây. Đâu? Vậy làm sao? Phóng xuống nước rồi, xuống kinh nè. Mình ngó nó chứ sao giờ. Ê kìa. Rồi lặn dưới đường mương rồi. Lặn luôn. Rồi ngay trả là trả lặn liền. Cái hộp lặn đó còn đưa mặt lên nhà. Ê. Cái này thứ gì? Ê trời trời ơi, con ếch bự lắm tụi con ơi. Ê ở đây phụ út ở trên đây. Thế nào không? Dính dính mọi người, dính nè, dính nè. Hên quá. Hay quá không ơi. Phải hai chốt. Để thôi mọi người. Ôi. Con ếch. Bỏ túi đi. Anh ký luôn. Có lý à? Trời ơi nó bự. Bự lắm, bự lắm. Không không, gọi đi xa đi con. Quá trời ếch bự ra ngoài kia mọi người. Ếch bự lắm, còn luôn. Nè mọi người. Xì cây hai vừa chụp được nó còn hết mọi người. Trời ơi, mọi người công rồi. Tại vì cô đơn xèn cho đi. Rồi, 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 rồi. Dính rồi, dính rồi. Dính, dính. Còn này học ốc. Cô đơn dành cho ai đây bao nhiêu. Quá trời ơi. Hoa phai. Bỏ vô lẹ kìa, chó sổ kìa. Con ếch gì đâu mà nó bự. Qua đi mẹ ơi. Hả? Thôi. Kìa nhóc ếch mà thôi bỏ đi. Thôi bỏ đi, chó sổ quá gần nhà người ta quá đó con. Thôi mình đi chỗ khác luôn. Con bỏ dậy nè. Bánh xe cô bắt lại bỏ gỡ nè ra nè. Đúng rồi, tắt đèn cái này. Cầm xuống, cầm xuống. Đây là con to bít bùn nha các bạn. Bít bùn mua 5,5 triệu. Đây tiếng tiếng tròn cho nó không có đi theo được. Ở lộn theo cái. Hiếu ơi Hiếu. Có được kêu sao? Có cái. Ê tính nào heo gì vậy? Ôi mai thôi nhìn em. Tới tới số với phòng xù rồi. Họ đó kìa họ đó. Ngồi, ngồi ngoài bờ mọi người. Đâu? Sọc nè. Ơi con nhát. Ôi. Wow. Nhái gì màu đỏ sọc sọc bự lắm nha mọi người. Nè mọi người xem nè, bằng ba ngón tay mình luôn á. Nhái sọc. Đâu? Ừ, coi coi. Như con ếch. Thôi con này phải thả. Sao? Ăn được. Sao? Ăn được, ăn chết. Chết rồi chết, tao ăn quái vậy? Con nhái. Ăn này là trường sinh bất tử, ăn vô là rất là ngon. Gì đó. Bỏ ha, nó xịt tay Hiếu rồi. Xịt chiêu ta nữa đó. À, anh em mình đó giờ thân thiết lắm anh chị kè ông cái này. Ốc ma bự vô. Tù rú con ốc ma nè mọi người ơi. Chà bá lửa luôn con ốc này ăn được nè mọi người. Nhưng mà mấy chú cháu mình không có dám ăn tại nó nhớt không à. Với giải lại nghe người ta nói ăn bị bệnh vậy. Rồi. Đâu rồi con? Dính dính nè. Con sồ chậm chuột mọi người. Gì nữa hả? Dính dính này, dính này. Em. Quá đẹp trai. Thôi đập. Sao? Bỏ bị. Hứng cắn con sao? Con chuột khá là to luôn nha, quá mập. Thấy mọi người. Nó thấy mình cái nó lặn ra đường mương đó, con ếch kìa. Nó lặn ra sâu mình không thể nào bắt được. Rồi. Con ếch bự lắm. Ê, dính dính, quá hay không ơi, quá lẹ. Ôi con nữa kìa. Ôi con ếch bự lắm nè. Lên kìa, lên kìa. Lên. Im. Rồi. Ê đây. Ê khoan, trong có cục cỏ kìa con thấy không? Cục cỏ ngay, à, đúng rồi, ngay con gọi đó. Nhé. Ba đây. Lên kìa. Rồi. Ôi bự lắm nè. Con bự lắm nè. Con này không dưới ký nè. Ếch bự lắm mọi người. Từ từ nghe, từ từ, để khoan, để cho mấy nó lại hỗ trợ. Nhanh lên. Đừng con nói gì hả? Con. Quá bự luôn. Đâu hết đâu. Trời, con xù đang gồn dưới kìa. Giờ mình sẽ bỏ hết nha mọi người. Thôi, chụp ra ngoài đi, bỏ vô chi. Đây được hai con. Chụp hả? Chụp. Đâu rồi? Bự không? Giết à. Đó chạy công không rồi kia. Trời ơi nó chạy kìa.
cục bự mọi người. Dính không? Ê, con gì vậy? Ê, đây, 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 nè. Đây nè, đây nè, Hiếu ơi. Dính ra. Có gì kỳ vậy? Đâu rồi? Rồi vậy? Vô hàng. Trong đây nè. Vô hàng. Một em. Đó, 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 đó. Đâu ơi. Đây nè, có không? Chữ, chữ nè. Trời ơi, ê, ê. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Con chụp không kịp. Hiếu thì chụp ở dưới kia mọi người. Con nó bành kia luôn. Con nào thoát lên đây thì mấy chú cháu ở trên lộ. Tại cái túi này thôi. Không là con lụm luôn. Ôi, đi khai con rồi. Đã quá. Ồ, đã. Quá đã luôn. Lị. Bỏ vô. Ê, đây, 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 đây. Đây nè. Chớp, 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 chớp. Chớp đó. Chính là. Dính ra. Quái siêu nhân luôn. Ây da. Chẹp cái nước rồi. Ông có mở cái túi không? Trời ơi. Bay 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 gai con cầm. Lên lên nữa nè, lên nữa nè. Lên nữa nè. Dính chưa? Rồi. Chớp, chớp nó đi. Rồi, thôi luôn. Không không được rồi, ra đường nước rồi. Ủa ba. Có lấy tải. Mọi người ơi, đem 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 em đem đây. Hãy hiếu. Rồi nè. Là em gọi là anh vua nè. Trời ơi con ếch nè mọi người. Thiếu hay ta. Khổng lồ luôn. Ờ ai chụp được hết đó hả? Ơi ếch kìa hai bà con sầu, kìa. Con sù. Ông ơi. Hả? Ôi bờ hai bà con luôn kìa. Thôi không được. Ở đó có đường mương. Vậy anh bắn nào. Ôi dịch ra. Rồi rồi. Đâu rồi. Kè kè. Đấu. Đấu lông kìa. Ê ếch hả? Con chim đâu? Chim đâu? Bắn chim. Kìa, con chuột, có con chuột bành tí luôn. Đó nó con chuột. Rồi, nhảy nai ai? Đây nè, nhảy nai gì? Dính. Sao con chạy chạy luôn rồi. Đâu rồi? Ôi, chim đâu? Chim té xuống đó đâu rồi? Dính không? Đây 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 đây. Ủa, nó chạy kìa. Như tên lửa. Thôi nè, chết chiếc xì kè nè. Trời ơi. Đây này. Rồi. Ôi. Đó đó đừng đừng kia đi kia. Ê Út đạp dính rồi nè, dính cái đầu qua nè. Để cầm đập bàn nó cắn cái vỏ bây giờ. Út đạp dính đây nè. Đạp dính mọi người. Con chuột này chuột khác mà. Ờ con nó mập ghê đó. Có lý, một con nữa. Trời quá trời mập luôn này nha. À bắt rồi con nhái nữa nè. Bắt luôn bắt luôn. Nhái như thế này là cũng đã lớn rồi đó. Nó nhảy vô đó, nó nhảy vô á. Lên đó nha. Thủ thủ. Rồi Hiếu Mập hy sinh xuống nữa đi. Rồi Hiếu Mập chụp dưới đó trên đây thủ nha. Đó 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 Hiếu Mập, đó Hiếu Mập đây nè. Đó đó đó, nó tung lên đó, đó đó đó. Kìa kìa. Chụp Hiếu, chụp Hiếu. Dính luôn hả gì rồi. Đây đang con nữa nè, đang con nữa nè. Đang con nữa nè. Đổi xuống em. Đó đó đó, đó. Ôi, con nhỏ bỏ đi con. Con bự nữa hả? Con bự Hiếu Mập bắt rồi. Không có gì nè. Thì nó nhảy đó đó. Đây nè mọi người. Đợt. Quá trời bự luôn. Cằn khè luôn mọi người. Ừ. Hả? Con này nhảy luôn. Nhìn tí lắm không? Ừ. Cái vỏ quăng của anh. Nó nhảy mà nó không chịu lên trên mà nó nằm dưới không? Tại thở thấy quá trời đông như này mà lên cũng chết rồi, dưới cũng chết. Quá đông hả? Ở thấy rồi, dưới còn thằng lên ở dưới. Đi, nó vô chăm mình. Ê, ê. Đây nè, đây nè, đây nè. Đây nè. Con gì vậy? Con gì? Nhái gì vậy? Dính không? Nhái. Con nhái gì ngồi đây coi, Út coi coi. Đây coi. Thôi xảy rồi, bỏ đi. Hơi nhỏ. Lâu lắm rồi mấy chú cháu mình mới đi soi mà cặp theo bờ kinh như thế này nha. Cặp theo lộ. Bự bự. Bự bự.
bự bự rồi. Trời ơi. Nó mà qua sông là rồi. Rồi sao tụi con mệt chứ? Được rồi, nhiều đây ít cũng khá khá rồi đấy. Rất nhiều mọi người. Đủ xà. Nhiều đây là khoảng một ký mấy đâu. Dư sức ký gửi. Nặng lắm á, chụp nhiều phim trưởng. Lộn mèo. Đã ha. Dạ. Rồi bây giờ mấy chú cháu mình về hết tụi con. Dạ. Dạ rồi. Ớt này thì mấy chú cháu mình về sẽ chế biến nha. The next morning. Ớt thôi mình bắt giờ mình làm món xào lá cách nha các bạn. Đây là lá cách nha mọi người. Ủa sao lá cách ít chúng ta? Sáng nó vòng vòng được có gì đó đó. Cho ông kêu Héo. Dạ Héo nhớ nhiều lắm. Qua mày bứng gốc cây về đây tao lặt phụ cho. Chạy anh em ơi. Đâu có văn đâu chạy. Bỏ hết đây nè Héo. Đợi cho tỏi vàng cái. Cho tỏi vàng rồi mình để hết nha. Mình bỏ muối đường ngọt cho nó vừa vậy mình nha các bạn. Đổ sao nó vừa vậy mày? Dạ biết đâu đại. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Giờ mình sẽ cắt lá cách nhuyễn rồi mình bỏ vô ớt nha mọi người. Mình cũng ít ăn món này lắm nha mọi người. Nhưng mà khán giả yêu cầu mình sẽ làm luôn. Biết sao ít ăn không? Sao? Tại nó đắng. Nó nhẫn à chứ đâu có đắng dữ. Giờ mình sẽ đổ nước vô ớt nha. Đổ chừng 3 lít nước thôi. Thế là thành canh rồi đó. Mà nó cũng rút quê khô à. Rồi biết chừng nào nó khó ăn mày. Chiều nó coi. Chế lượng nước vừa chín làm gì chế dữ hả? Chế gì chưa có nước chan đồ. Ủa anh em, nước màu đâu anh em? Màu gì? Đừng có nháo hả mày, ớt xào lá cách mà. Ờ quên. Mày ớt kho lá cách đâu, nước màu. Chả ớt xào để 3 tiếng nó mới sắc xuống á. Thôi giờ mình chế. Thắt vô luôn đi, giờ nấu canh rồi. Ớt nãy gục hết trơn luôn rồi. Thế mày á Hiếu. Em đâu cả anh. Tính ra mày đấu nước cho tao vậy. Nãy anh không cản em. Sao cản mày kìa? Vừa cầm ra mày đốt ào chứ rồi sao cản. Ê, Út ra tới kìa quay. Út đi ngậu ghê không? Hot boy có tìm mình nha các bạn. Hot boy hộp gì lộn. Mọi người nha. Hot boy hộp nấu tới đâu rồi? Hiếu nấu canh nè Út. Mới món mới nè. Trời ơi. Nấu canh hết. Hồi nãy sao không đi hấp cơm á? Hờ. Ăn trời trắng trắng, ói trời. Bởi vậy không có Út ở đây thất bại đủ thứ thấy không? Út mà chết rồi, tụi bay cũng như là gắn không đầu. Gắn không đầu sao bò được? Như Gừng Khoan không chủ vậy không? Đúng rồi. Gừng Khoan sao có chủ? Có chủ đâu ai kêu Gừng Khoan. Ờ, có chỗ là kêu gừng của chủ. Giờ nấu canh cắt luôn đi chứ sao? Cắt, đổ nước thêm quá. Ồ, chết luôn. Này sao đổ nước nhiều dữ con? Lỡ tao rồi. Đâu, tao mày lỡ đâu, có thấy lỡ miếng nào đâu. Này không phải là lỡ tay, này là dụng về. Đâu ông ơi, hả? Ông nghĩ sao mà cái phít nước nó đầy luôn mà nó đổ còn như đó đó, ông hiểu rồi. Trời ơi, cái phít này còn 2 lít nước á. Đổ cả lít rồi đó. Này em đổ hết nữa rồi. Thì chừng nào mà gọi xong hết cái bình ga này luôn. Mấy ông làm để cho mập làm giờ hư hao đó hừa ta. Ủa chứ thường bữa ai làm? Anh làm. Thì nay nhường cho mày làm cho mày ốm bớt đó. Đối anh thấy em có khéo tao không? Em khéo ăn không à? Trời, tôi biết mày mà mày ơi, mày khỏi nói. Cái này theo như tên gọi của nó là vậy được không tụi con? Gì không? Ớt xào canh lá cách. Hả? Tên gì kìa? Vừa xào có vừa nấu canh luôn. Lá cách bỏ vô là mình tắt bếp nó mới ngon nha mọi người. Thấy chưa? Em kỹ năng nè, đổ vợ rút không còn chít nè. Ăn không có thằng Nam thấy chán quá về. Qua kêu thằng Nam qua ăn bây. Ừ đúng rồi. Thằng này biết hay ta. Ủa mới nhìn nó thôi mà. Ăn cơm. Go. Mấy anh kêu em qua đây làm gì vậy? Giờ miễn mấy anh hả? Ờ. Thôi nó giả thôi chứ ghé rồi. Vô ngồi ăn chung nè. Thôi em tính ăn ở nhà rồi. Thì ăn đại đây đi có gì đâu. Thôi đi bắt mà ăn chi ngại lắm. Thôi vô ăn đại đi mày. Thôi. Ngại gì không biết nữa. Thôi. Vô ăn đi. Cái này là mấy anh ép em nha. Vô đi. Có gì đâu, bình thường mà. Có lần này là chỉ có lần sau. Món này nhà ai mà có kai ghi bỏ vô cho bắt mắt nha mọi người. Còn nhà mình thì hết kai ghi rồi. Hồi tối sao mày không đi mày? Hồi tối muốn bệnh nên mẹ không cho đi. Muốn gì cũng muốn bệnh mày. Vậy thì bệnh luôn đi, muốn gì? Bệnh rồi sao có ăn chứ. Mày tính đường hay ta? Rồi thôi mời mọi người và các bạn cùng ăn cơm sáng với mấy chú cháu mình luôn nha. Ăn món gì mấy anh? Canh xào lá cách. Gì canh luôn hả? Ớt xào lá cách. Mời cô chú anh chị và các bạn cùng ăn ớt xào mình nha. Mời mọi người cùng ăn nha. Mời cô chú anh chị và mọi người cùng ăn ớt xào lá cách với mình nha. Mời cô chú anh chị và các bạn cùng ăn ớt xào gì đây?
ớt xào canh lá cách. Mời cô chú anh chị và các bạn ăn ớt canh xào lá cách gì của ông Hiếu nha. Ngon ta. Món mới hả? Ớt xào canh hả? Nói chung là có nhiều khán giả nói Nam không có làm mà đi vô ăn với team á mọi người. Thật sự ra là cái chân của Nam mới làm nha. Chân đây. Nam nó bị mục nhọt quá. Thôi quá khen. Cái giờ ai chả nói vậy. Bữa nay nó mới lành mọi người. Cho cái nên Nam cũng hạn chế đi nước nồi. Khép Nam lại mày. Banh gì không? Mày banh quá sao có đủ chỗ ngồi. Ô Nam nó tiêu vậy. Từ gái về luôn hay vậy? Bẻ ớt cái gì Nam? Cài quá. Mà ăn chín nước à. Ủa sao có ớt đâu? Lưỡi đó rồi kìa. Có cao không? Uống miếng rồi. Không có đâu, uống đại đi. Ừ. Dù gì cũng nước xong mà. Ừ. Lộn lộn dù gì cũng nước kinh mà. Ha, lộn lộn nước bình, dù gì cũng nước bình. Uống đại đi. Nước bình mà sợ gì? Vừa ăn. Lá cách nó mấy con ớt đậm mấy chú cháu mình chụp con bự bự không mọi người. Tại lên bật lên là con xuống rồi. Mày ăn bắt ớt vui vậy, món em phải đi mới được. Để mày đi cái mày muốn bệnh nữa chứ gì, tao biết mà. Muốn bệnh xong cái qua ngày sau cái. Tự nhiên em hết bệnh em mấy anh ơi. Nói chung là tiêm ghẹo Nam cho vui vậy thôi mọi người ơi. Chứ thật sự Nam cũng siêng đi lắm nha. Tại vì nhiều khi trái gió trở trời tuổi cũng cao rồi. Cho nên hơi yếu hả? Nam hồi xưa xanh non mọi người, xanh có 1.1 kg hả? Cái này nó tắt rồi. Lá cách này ăn ngon lắm nha mọi người. Ăn thơm thơm mà nó nhẫn nhẫn, ăn với cơm có lý lắm. Phải chi sức khỏe của em đi Trang mấy anh đó. Hay biết mấy luôn á. Đi mà không sợ bệnh luôn á. Ai nói mấy tao không sợ bệnh mạng. Giật tu Nam mà không sợ. Ăn thiệt tình vô nha heo. Nó ăn cho bổ thì. Ăn rồi chưa tôi con? Dạ chưa rồi, còn miếng đúng rồi. Wow. Cơm ngon không tụi con? Ngon. Rồi xong rồi giờ mấy chú cháu mình vô hết tụi con. Dạ. Rồi video của mấy chú cháu mình đến đây cũng khá là dài rồi mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo của mấy chú cháu mình nha. Bye bye. Bye bye.